Vũ Nhân kính chào quý vị khán giả đài truyền hình HBTN. Thưa quý vị, cơ quan tị nạn của Liên Hợp Quốc cho biết 2 triệu người, chủ yếu là phụ nữ và trẻ em, hiện đã rời khỏi Ukraine. Kể từ khi bắt đầu cuộc chiến xâm lăng của Nga vào ngày 24 tháng 2, các nhà chức trách ở Đông Âu đang phải vật lộn để đối phó với làn sóng tị nạn ngày càng gia tăng. Rất nhiều hình ảnh thương tâm mà chúng ta đã thấy trong những ngày qua. Và không ai có thể cầm được nước mắt khi nhìn thấy hình ảnh một em bé khóc nức nở khi người cha là sĩ quan cảnh sát cố nói lời tạm biệt với bé, khi gia đình anh di tản trước cuộc tiến quân và pháo kích của quân Nga. Cậu bé được nhìn thấy khóc nức nở và không muốn rời cha mình và đánh vào nón sắt của ông khi viên cảnh sát nói lời tạm biệt để ông ở lại chiến đấu bảo vệ tổ quốc. Four people, including two children, died from this attack in the Ukrainian city of Irpin. Just 15 miles from Kyiv, Russian forces shelled the city as they moved closer to the capital. Hiện nay, rất nhiều người Việt ở Đông Âu có tâm, có lòng đã âm thầm giúp đỡ và hỗ trợ những người tị nạn từ những ngày đầu của cuộc chiến. Thưa quý vị, phải nói là rất trân trọng và cảm phục với những việc làm đầy tình người đó. Trong số những tấm lòng vàng đó có anh Phan Châu Thành tại Ba Lan và một số bạn bè và người thân của anh. Chào anh ạ, xin chào mọi người, mình tên là Thành, Phan Châu Thành, thì mình sống ở Ba Lan. Thưa anh Phan Châu Thành, xin anh có thể cho biết là anh và các bạn của anh làm các công việc này bắt đầu từ khi nào thưa anh? Công việc bắt đầu thì là thực sự là bắt đầu từ ngày thứ hai của cuộc chiến, tức là đấy là vào ngày 25 tháng 2, khi mà Putin tuyên chiến với Ukraine là ngày 24, thì ngày 25 ấy, thì mình có một số bạn bè là người Ukraine thì họ đi lên biên giới để đón người nhà của họ, và họ thông báo là ở trên biên giới là xảy ra một tình trạng là người tị nạn rất là đông và họ không có được, bởi vì mọi thứ nó nhanh quá và nó mới quá, thậm chí chưa ai nghĩ đến cái chuyện mà để giúp đỡ và cứu trợ những cái người mà đang xếp hàng ở biên giới để chờ để vượt biên qua tị nạn. Thì hai bạn Ukraine đấy là bạn ý mượn được một cái food truck, thế xong các bạn ấy muốn đi lên biên giới để coi như dù sao là làm trà, làm cà phê để đưa cho những cái người mà xếp hàng trong giá lạnh nhưng gần đấy tiếng đồng hồ. Thì bọn mình thấy thì bọn mình cũng cảm thấy là đấy là trách nhiệm của bọn mình là giúp những cái bạn Ukraine đấy. Thì bọn mình ngay lập tức là gom góp những cái đồ ăn, thức uống các thứ mua trong cửa hàng, thế xong bọn mình đi theo các bạn ấy chở thêm một cái xe gọi là xe tải đi ở đằng sau, và sau đấy thì hai bên là cả mình với các bạn Ukraine, rồi sau đấy các bạn Ba Lan nữa cũng nhảy vào giúp, thì là cùng nhau lập một cái lều ở ngay cửa khẩu biên giới, là ngay cái vị trí ngay đằng sau mà khi mà người Ukraine làm xong thủ tục tị nạn là họ sẽ ra và sẽ đi vào lều của mình để ở đấy có thể có đồ ăn, nước uống, rồi thì có những cả quần áo, có cả thậm chí là giấy vệ sinh hay là những thứ mà đồ dùng cần thiết khác để họ có thể thậm chí là chỉ để cho người ta ngồi sưởi, bởi vì tình hình trên biên giới nó rất là khổ, bởi vì là bên này hiện tại nó đang là mùa đông và nó buổi đêm nó hơi tương đối lạnh, trong khi đoàn người xếp hàng ấy có những lúc là người ta phải chờ lên đến tận gần 2 ngày. Bình thường người ta phải chờ khoảng độ 16 đến 18 tiếng đồng hồ thì đứng trong hàng, thì nó rất là lạnh, và trẻ con, người già hoặc là những người sang đến nơi là hầu như người ta gọi là trong tình trạng rất là yếu. Thì có cái lều đấy thì người ta cũng có chỗ để người ta sưởi ấm, có cái để người ta ăn, thì cũng giúp cho họ được rất là nhiều. Bởi bọn mình ấy, thì là bọn mình không thuộc bất cứ một tổ chức nào cả, và bọn mình thậm chí cũng không có tên, không có hội, không có nhóm. Bọn mình là những người mà cảm thấy là những cái điều cần phải làm thì làm, thì là cùng nhau hợp lại. Và đây cũng không chỉ là người Việt, mà đây là cả một tập hợp của người Ba Lan, người Việt Nam, người Ukraine cùng nhau làm để cố gắng là giúp đỡ những cái người mà tị nạn đấy, coi như là giảm bớt một cái cái khó khăn trong chiến tranh của họ. Về sau này thì bọn mình làm thêm một vấn đề nữa là bởi vì bên Ukraine sau khi đánh nhau thì cái nguồn cung cấp lương thực thực phẩm ở bên ấy rất là khan hiếm, thì bọn mình mới bắt đầu kêu gọi cộng đồng, kêu gọi mọi người là đóng góp giúp đỡ về để có thể đem thực phẩm sang đấy, như mì gói này, thịt hộp này, rồi thì đủ các thứ gọi là, và thậm chí là kể cả thuốc men này, rồi thì bông băng, bởi vì càng về sau thì chiến tranh càng ác liệt thì rất là nhiều người bị thương, thì dẫn thì là tất cả mọi thứ ở bên đấy đều thiếu cả. Thì bọn mình rất cố gắng, rồi thì thức ăn cho trẻ con, nhất là trẻ con sơ sinh này, sữa bột, tất cả những cái gì có thể để mà giúp những cái người ở trong vùng chiến tranh. Thì chính quyền Ba Lan và chính quyền Ukraine cũng giúp bọn mình rất là nhiều, bởi vì đây là những hoạt động nhân đạo và họ cũng coi như là tạo ra những hành lang an toàn để bọn mình có thể coi như là chuyển đồ từ sang bên kia biên giới để giúp cho coi như là những cái người mà ở bên phía Ukraine. Thế nên là công việc thì nói chung là tương đối vất vả, và có một cái vấn đề rất là đối mặt đấy là vấn đề khí hậu rất là khắc nghiệt. Thì người Việt mình thì vốn dĩ là không chịu được lạnh, thế nên là vì ngày lúc đầu ấy bọn mình định là trong cái lều của mình ý, thì là bọn mình định là cứ 2 ngày một lần ý, thì sẽ có những cái toán khoảng độ 5-6 người đi lên làm tình nguyện viên. Đấy, xong rồi là ở đấy 2 ngày, xong đấy đi về. Thế nhưng mà nó lạnh đến mức mà mọi người mà tất cả chỉ chịu được 1 ngày thôi. Thế nên là sau đấy là hàng ngày là các tình nguyện viên là cứ thay nhau liên tục đi lên đấy để mà gọi là làm việc ở trên đấy. Thưa anh Phan Châu Thành, khán giả của đài truyền hình HBTN ở khắp nơi trên thế giới khi xem các phóng sự này muốn liên lạc với quý anh hoặc muốn đóng góp một chút gì đó thì phải liên lạc như thế nào thưa anh? Tức là mọi vấn đề nó cũng nằm ở trên trang Uvaga hết ạ. Mình thì mình không kêu gọi đóng góp cho, tức là cũng không gây quỹ và là ấy gì cả. Bọn mình làm công tác thiện nguyện nó hơi khác một chút. Bọn mình nghĩ rằng ấy là cái công tác thiện nguyện nó không phải là dành cho một người, nó là đóng góp của rất là nhiều người, và mỗi người làm được một tí, mỗi người làm được những cái gì có thể. Muốn đóng góp thì thậm chí hãy đóng góp chính cho những chính phủ Ukraine để họ có tiền mua vũ khí, mua thức ăn, mua thực phẩm để chống lại cái cuộc chiến tranh phi nghĩa của Putin. Nhưng mà ở các sứ quán Ukraine trên khắp thế giới là họ nhận đóng góp. Và mình kêu gọi các bạn là nếu các bạn có thể đóng góp, các bạn hãy đóng góp cho chính Ukraine để họ có sức mà tiếp tục cuộc chiến tranh bảo vệ chống lại giặc ngoại xâm như thế này. Cái điều này cũng giống như là tình trạng Ukraine hiện tại, cũng giống như là tình trạng Việt Nam năm 1979 khi mà Trung Quốc họ định dạy cho chúng ta một bài học. Thì cái cuộc chiến này nó cũng tương tự như thế, khi mà Putin nói rằng là đây là ông ta tự bảo vệ, tấn công Ukraine để tự bảo vệ. Nhưng mà thực sự đây là một cuộc chiến phi nghĩa. Và thế nên là nhiệm vụ của chúng ta là cần phải đứng về phía Ukraine để chống lại cái sự gọi như độc tài phi nghĩa một cách không thể nào tưởng tượng được vào ở thế kỷ 21 này. Thế nên mình kêu gọi các bạn, nếu các bạn có thể hãy đóng góp trực tiếp cho Ukraine, hãy giúp họ để họ vượt qua được cái cuộc chiến này. Vũ Nhân, cảm ơn thời giờ của anh Phan Châu Thành, người Việt ở Ba Lan đã dành thời giờ cho đài truyền hình HBTN, và cảm ơn anh, cảm ơn tất cả những người Việt ở Đông Âu, những người Việt đã có tâm, có lòng để giúp đỡ đồng bào tị nạn, và hy vọng Vũ Nhân và đài truyền hình HBTN sẽ có mặt sớm ở Ba Lan để gặp quý vị. Vâng, cảm ơn anh, xin đón chào anh ở đây ạ. Cảm ơn anh rất nhiều ạ, rất cảm ơn mọi người, cảm ơn tất cả mọi người ạ. Vũ Nhân, chương trình cho đài truyền hình HBTN.